Hello, chào anh em. Hiện nay đang có cái chương trình khuyến mãi nhân dịp của Quốc khánh 2/9. Anh em nhanh tay đăng ký tài khoản đầu tiên sẽ được nhận 30k QR không giới hạn lượt rút anh em nha. Ok, vậy thì anh em đừng có tiếc gì, vào link dưới phần mô tả mình đã để ghim sẵn thông tin chi tiết dưới đó rồi. Anh em sẵn bấm và đăng ký kênh để nhận được chương trình khuyến mãi ngày Quốc khánh mùng 2/9. Ok, chào anh em nha. Hello, chào các baby nha. Thì hôm nay là dậy khá là sớm này, 7 giờ mình phải đi làm anh em ạ. Nên là hôm nay thì trong đầu tháng 9 này, đầu tháng mới này này, thì mình sẽ lên cho anh em công thức mới để anh em hôm nay gọi là cà kiếm qua ngày. Và ngày mai mình sẽ lên anh em công thức ổn định hơn. Hôm nay thì chỉ kiếm trong cái ngày mùng 1 hôm nay thôi. Ngày mai là ngày gọi là ngày đặc biệt đúng không? Đấy, mùng 2/9 à. Có cả rất là nhiều cái khuyến mãi 2/9, anh em cứ tham khảo ở trong cái phần thông báo này, đấy, hỗ trợ này và nhắn cho chăm sóc khách hàng, rất nhiều khuyến mãi hay. Và quay trở lại với cái bộ môn tài xỉu thì mình sẽ chia sẻ thêm anh em một cái công thức mới nha, bổ túc cho anh em một cái tư duy đặc biệt chưa. Ok, thì hiện tại đang chạy cầu 22 ở đây thì anh em áp dụng công thức cho mình, ví dụ là một con xỉu 9 em cộng cho cái tổng điểm xỉu này, 9 cộng với 8 là bằng 17. 17 là chúng ta đã có điểm lẻ đúng không? Anh em bắt tài. Và cái tiếng đầu mình sẽ quan sát. Đấy anh em chưa? Sáp 5 luôn này. Đấy, sai tí thì nổ hũ này thành sáp 6. Đấy, lú như cú luôn thì anh em để. Sáp 5 anh em tiếp tục, em sẽ lấy cho mình. Đó chính là một con xỉu 9, chúng ta cộng 15 ở đây là chúng ta có là 24 là cái điểm chẵn. Đấy, anh em bắt vào xỉu cho mình 13 cụ tiếng đầu nhá. Nhiều ông chơi ấy cứ hay là có thói quen là vừa vào tất tay rồi, hay là vừa vào là all in rồi, chơi rất là khó thật sự ấy. Nếu như trong trường hợp mà gặp đúng cái tay kết thì không sao, nhưng mà không phải lúc nào mà cũng kết được đúng không. Mình đến những lúc mà mình chơi gọi là thành thạo tài xỉu như mình ấy, mình khoảng là 5 tay mình bỏ ra một tiếng kết, hoặc là 3 tay mình bỏ ra một tiếng kết thôi, đó là ngắn nhất rồi. Đây các ông chơi ông cứ tay nào cũng là tiếng kết thì có mà trời cứu, kết gì mà kết lắm thế đúng không. Đôi khi kết thì mình mới phang thôi. Ok, húp tiếng đầu tiên 13 cụ về túi em nha. Cái đậu xanh quên để chế độ làm phiền, thành ra là có tin nhắn là nó không hiện cái cộng tiền lên, nhưng mà không sao, em chỉ cần ấn rồi tay sau nó sẽ hiện tiền lên thôi. Cái đấy thì không quan trọng anh em nha, quan trọng là anh em mình bắt như thế nào thôi. Và một con xỉu 8 anh em tiếp là 80-15 và anh em có kết quả là 23 tiền lẻ, anh em bắt về tài cho mình nha. Ok này, tiếng này anh em nên là phang 10 củ, 15 củ và tài này. Ok. Đấy, trong cái tầm hôm nay thì lụm 50 cụ thôi. Đầu tháng gọi là lấy tí lộc. Mọi khi mình chơi là mình chỉ cần là kiếm 10 20 cụ thôi, nhưng mà hôm nay ngoại lệ mình sẽ kiếm là 50 cụ anh em nha. Bởi vì là đầu tháng là lấy may tí anh em ạ. Đấy, nên là bú 50 cụ là cả tháng húp đều đúng không? Nói chung là không tham, chủ yếu là lấy may thôi. Đầu tháng anh em nếu lúc này anh em xem video này anh em phải áp dụng luôn nha, chứ để đến ngày mai là thiêu ngay. Ui sời ơi, sáp 5 húp luôn anh em ạ. Wow, hai tay lên 40 củ rồi, anh em thấy sao? Anh em thấy sao ạ? Khi mà hai tay mình áp dụng cái công thức này đã húp được 40 củ rồi. Thế thì tới 50 củ tay sau là xong rồi, đúng không? Nhanh không? Chỉ với 3 phút, 1 phút rưỡi là một con tài 14 đúng không? Anh em sẽ lấy, đó chính là, à nhầm, con tài 15, xin lỗi anh em nha. Nhìn mắt nhìn thấy 15 mà đọc tài 14 thì chắc là mình đang bảo là mẹ cái mức vốn của mình là 40 củ. Đây là đọc méo mồm anh em ạ. 15 cộng 8 thì chúng ta sẽ có 23 điểm lẻ tiếp, anh em bắt vào tài tiếp cho mình. Thế thì cái tiếng này mình sẽ đi 10 củ thì thành ra là thành ra được 50 củ rồi. Em nhanh nhá. Đúng 3 tay nhỉ? Đúng 3 tay nào hút được thành 50 củ. Cái mục tiêu lúc đầu của mình là hôm nay mình ngoại lệ mình hút 50 củ để là cái đầu tháng 9 này này để lấy may. Không ngờ là chỉ với 3 tay thôi là hút luôn 50 củ rồi. Anh em mới có vẻ thì cầu trong cái tháng 9 này, đầu tháng này có vẻ dễ đấy. Ok, húp tiếp này. 641 anh em ạ. Đúng con tài 11 luôn. Đúng là
nhà cái thượng gọi là nhà cầu nhà trong mùng 2 tháng 9 để anh em chơi lễ, có vốn thì chơi lễ rồi anh em ạ, như lễ thôi. Chắc chắn là giờ này là anh em đang gọi là trên đường về quê rất là nhiều đúng không? Đấy, có khi có nhiều ông là vốn còn hạn hẹp này, đấy muốn tích hai vốn này thì vào ngay con game này, đầu tháng này nó nhả cho anh em, cuối tháng hút hay không thì không biết, chỉ cần biết là mẹ đầu tháng này anh em hút đậm là được rồi đúng không? Đấy, cuối tháng thì mình lại nghiên cứu tiếp là mình lại lên công thức mới lại để anh em áp dụng tiếp, được chưa? Á đủ 50 cụ không tròn thiếu 500 anh em ạ. Thế tiếp tục 11 26 điểm chẵn này, thiếu đúng không? Thích thì thiếu này, 9 củ rưỡi này, thích thì thiếu là này, thiếu nhân đôi luôn. À lúc đầu mình từ thừa ra hơn hơn chục, thế thì phá tiếng này tiếng nữa thì nó mới lãi được là 50, hơi quên. Ok, húp tiếp con xỉu 10. Cái đậu xanh game nhà nhưng thật anh em ạ, húp thông như thế này, bảo sao là nhiều ông mẹ không đi làm gì mà suốt ngày ở nhà mồm đọc 6868 game bài mà ăn to, à mà giàu như vậy, hóa ra là chơi con 68 này. Nên là vì thế nha, khi mà mình biết được là cái bí mật của game nó chạy và thuật toán là công thức của nó, đầu tháng áp dụng cái nào và cuối tháng giữa tháng áp dụng cái nào thì mình biết ngay. Đấy, chủ yếu là nó chỉ quanh đi quẩn lại là kiểm tài điểm xỉu thôi, chả có gì khác lạ cả. Nên là vì thế khi mà anh em chơi ấy, thì hiểu rõ được là chẳng chạy là bắt tiếng này 11 cộng 10 là bằng 21 là điểm lẻ bắt thuật tài này. Tiếng này mình sẽ phang 8 củ tiếng cuối cùng nha. Ok, 8 củ rưỡi đồn kèo là cốt này anh em ơi. Thề luôn, vào bắt bốn tay hốc cả bốn tay thì còn gì là người nữa anh em. Úi giời ơi, thế thì phá kỷ lục của hốc cả 5 tay thông. Nhưng mà cái tiếng này mình tỉnh nó mình đánh rất là nhỏ đúng không? Đấy, sai. Thế thì làm tiếng cuối đi, coi như là gỡ lại tiếng tiếng cuối cùng này gãy này. Đang ăn thông 10 củ tự nhiên đánh 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 đánh, đánh, đánh 8 củ gãy đèn hết đậu xanh, thế thì ra còn 8 luôn mà. 18 là cái điểm chẵn thì anh em bắt vào xỉu cho mình nha. Tiếng này anh em thôi thì chơi lớn đi, 15 củ tiếng này đi. Nhiều ông đã nghĩ mình đi 2 3 chục củ đúng không? Thế là cay ngay, thế là cay, gọi là cay 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 game ngay. Tốt nhất là anh em không được là cay cố nha. Nó sẽ tạo ra một cái thói quen của anh em, kể cả đi vốn cũng như vậy. Anh em phải học cách đi vốn, thói quen đi. Chứ nhiều ông là đi ví dụ là 10 củ, ví dụ là ăn đi, tay sau 10 củ tiếp gãy ấy là cày, tay sau lại 20 củ gãy tiếp cày, có khi là all in luôn đấy đúng không? Nên là vì thế mình chơi có thể là ví dụ 50 củ đấy, 5 tay tay đầu gãy không sao cả, bỏ qua. Ok, húp 31 củ anh em ơi, tay thứ hai ăn, tay thứ ba ăn đấy. Nói chung là nếu như mà trong trường hợp là tay đầu gãy không vấn đề gì, nên là vì thế anh cứ đều tay cho mình. Ok, thì hôm nay làm tổng kết là mình bắt 2 4 6 tay, gãy đúng một tay 8 củ, còn đâu là tuyển hút 10 củ đổ lên đúng không? Đấy, thử công thức anh em cứ thử trong ngày tháng 9 này, kiểu gì là cũng hút gần như là 99,99% anh em nha. Một tay gọi là sai lầm đen đủi thôi. Ok, thì mình sẽ kết thúc giao luôn ở đây và chào và hẹn anh em ở những video sau. Anh em ở những video sau. Chúc anh em một tháng mới thật là may mắn nha. Bye bye.